Hello Nam, hôm nay mình vừa về con Z1016 Candy. Con này biển số Sài Gòn nha. Sang tên chỉ 1% thôi. Dỗ Vin còn nha, này xin nhiên, đèn xi nhan Vin còn. Con đẹp triền lạc nha. Bugin còn luôn, chưa móc luôn. Rất là hiếm cái xe nào còn bugin nha. Thường những cái xe đều dứt ngàn đều móc bô hết. Ở đó là 9.378 cây nha. Cái này là dùng lương xăng nha, còn cái này là dùng tua. Này là 1, 2, 3, tới 4 lên trên này ha. Nắp bình xăng còn liền lạc ha, chưa có nổ gì hết. Tem bình xăng còn nha, yên còn nguyên là chưa gắt gì hết ha, chưa lọp rồi. Mái ốc còn 7 màu nha. Còn 7 màu hết. Cần số còn đẹp bất kỳ luôn. Cái này cũng còn 7 màu luôn. Rất chân viên nha. Mã số Sài Gòn, đuôi còn đầy đủ luôn. Xe này đẹp tầm gì không nha, vừa zin mà vừa đẹp á. Dàn chân còn đẹp cực kỳ luôn. Mái ốc 7 màu luôn. Cái dòng này đời, cái đời này được cái cặp phượt đẹp. Đây con Vin còn nha. Tay nắm zin còn luôn, bình dầu zin còn đẹp không nha. Tất cả những cái này đều đẹp liền lạc hết ha. Ốc còn đẹp liền lạc hết ha, không có like ha. Mình để máy cho anh em nghe.
cái máy cực kỳ êm luôn. Cái này xe nguyên bản nè, anh em về thích mình thích vô gì mình cứ mình mua mình vô thôi, nó không có nhiêu tiền chứ. Hoặc là anh em muốn order anh mình cứ ra vô mua xe, có nhu cầu gắn đồ chơi mình sẽ gắn luôn nha, mình hỗ trợ gắn giùm luôn bình thường. Mấy vàng còn mặt tiền đẹp nha, cái đồng hồ chưa nhăn nè, mấy cái này chưa nhăn, chưa bục, chưa nổ chốc nữa. Rồi mấy phím số này chưa bị chóc ha. Những xe đi nhiều sẽ chóc mấy này nha. Nút nút kèn nè. Mấy này. Giờ cực kỳ nếu mà chạy nhiều nữa thì nút cái nút đè nó sẽ mất luôn. Nút đè sẽ mất luôn cái hình này ha. Ok, hẹn chị anh em. Thì anh em nào mua xe thì cứ liên hệ cho mình ha. Số điện thoại mình là 0949 999 775 nha. Mấy anh em kết bạn Zalo nhắn tin cũng được. Còn nếu anh em nào muốn quan tâm nữa thì cứ gọi ha, gọi nhanh hơn, có nhiều xe mình khi nhắn tin nữa. Cái mình suy nghĩ đó, mình không có những thắc mắc của mình á, không có giải đáp nhanh. Mình thích mua xe mình cứ gọi luôn. Mình gọi luôn đi, rồi ví dụ như mình thắc mắc vậy mình hỏi người ta trả lời cho mình luôn, cái mình quyết định, mình có quyết định mình có nên mua luôn không, hay mình có nên mua luôn hay là không, thì lúc đó luôn đó là nó tốt nhất. Chứ mình nhắn tin đó nó mất thời gian lắm, khi một ngày mình trả lời tôi nhắn mấy chục người, khi mình trả lời vòng xong quay lại cái có người đã chốt luôn đi rồi, mình mất cái xe đẹp á, tiếc. Ok, anh Kiều anh em nó xem clip mình nha, anh Kiều.